Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Hôm nay mình mới khám phá được một con map cực kỳ dị ở trong mình luôn các bạn ơi. Hiện tại là mình ui, các nhìn thấy ui, các bạn thấy không? Đó. Khi mà mình di chuyển ý, có những cái vệt màu xanh xanh phía sau nhìn ảo diệu nhỉ. Hình như cái map này có dùng trích G các bạn đó. Lúc nãy mình di chuyển có cái vệt xanh xanh rồi hết rồi các bạn ạ. Hey, không hiểu vì sao nữa các bạn ơi. Ồ, thì cái map này nó có tên là cuộc chiến xe, cái đó là xe gì nhỉ? Xe quay ở đó. Các bạn nhìn này, các bạn nhìn cái động cơ này chắc chắn là biết rồi. Cái xe này khi mà di chuyển thì nó sẽ quay vòng luôn. Nói chung mình cái map này cũng khá là mới thôi. Phiên bản của map 1.9.2. Chào mọi người, mình là Lợi. Ok, cảm ơn bạn đã tải map này về. Map này xây từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 thì cũng mới mà. Được quả hơn một tuần nữa các bạn ạ. Mong mọi người ủng hộ map này. Ok, có gì sai sót thì bình luận ở dưới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ôi, map gì mình dài vậy? Ơi, map mình hay cập nhật thường xuyên. Ok, map này không dành cho một số máy yếu. Ok, à ở dưới là tiếng Anh các bạn ạ. Đó, thì cái map này chỉ có 4 ghế xe cho nên là mình chỉ mở 4 người thôi. Các bạn đừng thắc mắc là vì sao Mèo Pèo mở 4 người nhá, vì map này chỉ chơi được 4 người thôi các bạn ạ. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký và chuông đăng ký của Mèo Pèo các bạn nhá. Rồi, để chơi thử xem cái con map này nó còn như nào. Ó, chúng ta sẽ đi ngồi lên cái xe này. Ôi, ngồi lên cái xe các bạn ơi. Rồi chuẩn bị. Anh em ơi, rồi. Từ từ này, chuẩn bị. Wow, cái mắc kiểu này hay ta. Cái gì đây? What the hell? Rơi xuống lava luôn rồi. Rồi xong rồi, hỏng luôn động cơ luôn các bạn ơi. Bây giờ tôi muốn có xe mới làm sao giờ? Ok, gọi là xe mới đúng không? Ôi, quả map này vi diệu phết các bạn ạ. Ok luôn, chơi nào. Ui, cái map này chơi hay thực sự luôn các bạn nhìn này. Ui, quả xe nó xoay vòng luôn. Ui, ông chủ map nghĩ là thiết kế của xe này được của nó đấy. Ui, rồi xong rồi hỏng luôn rồi. Ui, cái gì đây? What the hell? Chết rồi, hỏng bánh xe rồi. Rồi xong luôn các bạn ơi, hỏng bánh xe luôn các bạn ạ. Quả map này chơi thú vị thực sự luôn các anh ơi. Không mic đâu. Mic mini bị lỗi rồi đó. Bạn nào không biết thì hiện tại là cái mic trong game ấy đang bị lỗi các bạn ạ, cho nên là mình không thể nào mà bật mic trong game được. Bởi vì mỗi lần mình mở mic ấy thì cái tiếng của mình bị nhỏ lại các bạn ạ. Chết, rồi xong rồi. Rồi xuống rồi, xong luôn, hỏng luôn cả cái xe luôn. Ui, quả map này chơi thú vị phết nhở. Ui, bây giờ mà lắp cái này thành bay được ấy thì cũng còn mình nghĩ là hay hơn nữa các bạn ạ. Ui, thiết kế quả xe này hay phết các bạn ạ. Rồi xong rồi. Nhưng mà khó điều khiển phết. Ui, mất bánh xe rồi vẫn chơi các bạn nha. Map này mất bánh xe rồi vẫn chơi rồi luôn. Wow, cái này kiểu như xe điện động ấy. Bay, kiếp thật sự luôn các bạn ạ. Ui, quả map vi diệu phết. Bây giờ mình thử treo ngoài thế nào. Thử treo ra ngoài. Ui, mà cái map này chặn bức tường hình rồi các bạn ơi. Map này ông chủ map hình như là chặn bức tường hình rồi phải. Ui, chặn hết bức tường hình luôn các bạn ạ. Muốn ra ngoài cũng không được luôn. Wow, sợ thực sự luôn các bạn ạ. Quả map vi diệu phết. Ông nào ngồi thiết kế cuộc chiến xe điện động. Nào, làm gì. Cà khịa. Hey, ui rồi xong rồi. Bay cao bay xa luôn các bạn. Sợ thực sự luôn các bạn. Ai, trời ơi. Quả map chơi bựa thực sự, map chơi vui mà. Cướp xe. Cướp xe lêu, cướp xe. Hey, siêu phẩm hàng đầu Việt Nam. Hey, chóng mặt thực sự luôn các bạn. Map này chơi cũng mượt đấy chứ không làm đâu. Mình thấy map này PC, PE chơi được mà, chơi vui mà. Map này vui phết anh em ơi. Mình thấy map này chơi vui mà. Ui, ở đây có cái sẵn xe, còn 3 động cơ này. Chơi thử luôn các bạn ơi. Rồi sao hỏng luôn rồi các bạn ơi. Sợ thực sự bây giờ làm nào để ra ngoài nhở. À từ từ nha. Mình sẽ thử bấm cổng di chuyển ra ngoài nào. Mình muốn thử đi thử cái xe này các bạn ạ, lát nữa đi. Lát nữa mình sẽ dùng cái quyển di chuyển đi ra ngoài thử như nào các bạn ơi. Hey, xoay vòng. Ui, trời. Map này mình thấy là chơi thú vị ấy chứ nhở. À các bạn từ từ nha. Mình sẽ thử mở phòng nhiều người nào. Map này thì mình thấy chơi khá là ok đấy. Mình cứ tưởng là cái map này chỉ chơi được 4 người thôi nhưng mà không nhá. Map này chơi đông người cũng được luôn. Thử mở phòng 10 người xem như nào các bạn ơi. Trận chiến xe quay các bạn ạ. Đó, thử mở phòng 10 người để coi xem là như nào. Ok, hiện tại là cái map này ý, là trong kho đồ ấy có sẵn đồ các bạn ạ. Map này mình thấy là trong kho đồ thì chủ map có cho sẵn cho nên mình nghĩ là có thể là chưa được nhiều người đấy. Đó, thể thử mở 10 người xem như nào các bạn ơi. Đó, ok luôn. 10 người luôn anh em ơi. Rồi, lấy xe nào. Rồi anh em ơi. View. Xe quay. Lấy xe đi anh em ơi. Đó,
View, view, view. Trời ơi, quay đều, quay đều, quay đều. Ôi, quả map này chơi hay phết chứ. Map này mà chơi 40 người không biết như nào các bạn ơi. Hey, hey, hey. Sai. Được của nó đấy. Mình thấy ông nào thiết kế, để khi nào mình làm thiết kế thử cái máy bay không? Cái này là cái xe quay rồi, để mình làm thử cái máy bay quay các bạn ạ. Mong rằng nó thành công các bạn ơi. Đó, map này thì thú vị phết chứ. Bạn nào mà mình nghĩ là bạn nào có ý tưởng làm những map kiểu này thì đừng quên là để lại ID phía dưới nha. Mình sẽ sẵn lòng chơi luôn. Ôi, ôi, nhưng mà cái này không may được, cái này không may được. Cái này thiếu động cơ đẩy bạn ạ. Nếu như thế này, nếu như chúng ta nhá thiết kế một cái đấy, nếu như thay cái bánh xe này đó, nếu như thay cái bánh xe thành cái động cơ đẩy, nó sẽ bay lên trời không, nó sẽ xoay tròn xe tròn xe tròn luôn, nó cực kỳ hay luôn các bạn ơi. Hay phết chứ. Ê, map này chơi vui phết. Chơi vui mà, trời ơi, map chơi vui như này. Úi trời ơi, quay. Úi trời ơi, xoay. Ôi chết, hết xăng rồi, xong rồi. Nổ luôn các bạn ơi, hết xăng. Hey, cái map chơi này không nên đặt quá nhiều xe gây lát. Trời ơi, mà mình đang chơi 10 người các bạn ơi. Lát bình thường mà, chơi vui mà. Veo, xe quay. Map xe quay. Chơi vui mà. View. Rồi la. Hey, map này kiểu map xe điện đụng các bạn ạ. Chơi được hay chứ? Map mình thấy chơi ok mà. Anh em nên chơi thử, nên trải nghiệm thử quả map này nè. Úi trời ơi, nhảy hip hop các bạn ơi. Vừa rồi mẹ bé vừa làm một pha nhảy hip hop các bạn ạ. Hơi, nhưng mà hỏng xe rồi. Đi phá xe, đã thì tôi đi phá xe. Đây. Lại mát chơi vui mà. Nhưng mà chủ mát nên làm cái sàn đấu rộng hơn á. Đấy, nên làm cái sàn đấu rộng hơn. Với cả bỏ cái lava đi. Với cả bỏ cái bức tường hình trên đầu đi này. Nếu không vui các bạn ạ, phải cầm súng nữa. Map này cho kiểu cầm súng bắn nhau nữa thì hay đấy. Úi trời, không có súng các bạn ạ. Đó. Mình thấy là map này chơi khá là ok mà, được của nó mà, anh em cứ bình tĩnh, chơi cứ từ từ thôi. Không có gì để vội các bạn ạ. Úi trời ơi, nào ơi. Thanh niên kia đụng vào xem mình cái văng sao luôn, thanh niên kìa. Thanh niên GG gì ở thanh niên HGG kìa, khiếp thật. Đụng vào xem mình cái văng xa cả tỷ mét luôn. Nào Neko, đi xuống dưới. Úi trời ơi, thanh niên đẩy xem mình đây. Ôi, cái map này chơi hay chứ, mình thấy map này hay mà. Ô ra ngoài được này. Ra ngoài được các bạn ơi. Tôi ra ngoài tôi chơi luôn nhá. Để mình đi thử nào. Ra ngoài đi thử các bạn ơi. Anh em ơi, anh em ra ngoài này chơi nè. Đó. Ôi, được rồi chứ, được của nó luôn các bạn ơi. View. Động cơ xoay vòng. Ôi, xịn thực sự các bạn ạ. Ôi, quả map này chơi vui phết đấy chứ. Hay mà, mình thấy map này chơi hay mà. Anh em cứ đùa. Rẽ này. Ôi. View. Map này ra kiểu gì á? Bay lên. Sorry. Hey. Sợ thực sự luôn các bạn ơi. Ui, quả map hay mà, mình thấy cái map này chơi ok mà. Nhưng mà mình mong muốn sau này có thêm một cái map nó sửa này. Phải sửa bánh xe đấy, sửa cái bánh xe này thành một cái kiểu như cái này. Phải chuyển một cái động cơ xuống dưới đó, thì nó sẽ đẩy cái xe lên. Chúng ta sẽ vừa bay vừa xoay, nó sẽ vui hơn nhiều. Kiểu đĩa bay các bạn đó, như kiểu như đĩa bay ấy đấy. Mình thấy ok phết chứ. Đó, mong rằng là sau này sẽ có nhiều cửa map hay hơn. Wow, trời ơi, quả map thú vị thực sự các bạn ạ. Rồi xong đổ xe rồi các bạn ơi. Đổ xe rồi. Hey. Trời ơi, thực sự. Cái xe chơi vui phết. Đi thôi. Để mình quẹo chú cu đã. Hey, tiếp thật cái xe đi đâu này. Ê, đi. Để mình quay lại chỗ cũ các bạn. Giờ sao quay lại chỗ cũ giờ? Giờ mới biết cùng team với anh mèo béo. Cái map này cùng team với khác team cũng vậy à, nó cũng thế à. Ủa ôi, đi cứ vòng các bạn ạ. Đi mãi không về chỗ cũ luôn. Trời ơi, thật sự luôn các bạn ơi, cái xe khó điều khiển quá. Hey, trời ơi, nó cứ xoay vòng luôn. Nói chung là map này các bạn nên chơi thử, nên trải nghiệm thử, khá là hay luôn. Bạn nào mà đã chơi map này rồi thì đừng quên là để lại bình luận phía 1 nha. Ủa, xe sao vậy? Lên, hình như lắc quá hay sao các bạn ạ? Đây rồi, hello, anh em vẫn đang ở trong lồng các bạn ạ, mèo bé ra ngoài rồi, mèo bé nhảy ra ngoài rồi các bạn ơi. Ủa, nói chung là cái map này chơi được của nó các bạn ạ, chơi thú vị phết đấy. Ui, mình mong rằng có bạn nào thiết kế được cái đĩa bay ấy thì đừng quên là để lại bên dưới nha, mình sẽ chơi thử nha. Ok, rồi, thì nói chung là hôm nay anh trải nghiệm thử con map này đến đây thôi, map này chơi khá là ok các bạn ạ. Đó, map tên là trận chiến xe quay đó. ID map là 6277876 của bạn Lợi nhá. Không biết ông này có cái map nào thú vị không nữa. Ui,
có cái map sinh tồn trên đầu A rồi hay map gì kia không phải. Ờ có mỗi cái map đại chiến. Ôi, có cái map đại chiến xe quay 2.0 này. Ủa? Ơ, của mình là đại chiến xe quay bản cũ à? À, ông này mới cập nhật map này buổi chiều nay xong. Ui, ôi mới có 2.0 này có chiếc cửa hay có gì mới không? Hô, 2.0 trận như nào? Nó vẫn thế mà. Ủa, mình thế mà vẫn vậy mà có gì mới đâu ta? Vẫn vậy mà ta. Ủa, xe quay nó vẫn thế mà. Ủa, nó cũng thế mà. Nó có khác gì đâu nữa. Nó không bay được các bạn ạ. Mình phải vẫn vậy. Ok, ok rồi. Thì nói chung là mình sẽ trải nghiệm sau các bạn ạ. Rồi. Video chắc là xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn thấy video này hay và thú vị, đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè, và đừng quên nhấn đăng ký và cho đăng ký ủng hộ MP các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.